một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Và bây giờ thì Thanh Thảo xin được giới thiệu với quý vị khán giả những vị khách mời đặc biệt cùng có mặt với Thanh Thảo tại phim trường ngày hôm nay để tham gia trò chuyện với tất cả quý vị. Trước tiên xin được giới thiệu Thạc sĩ Hồng Trước, là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Người thứ hai xin được giới thiệu đó chính là Thạc sĩ Quỳnh Giao, trưởng bộ môn tâm lý trường Đại học Sài Gòn. Và rất đông những khán giả đang có mặt tại trường quay, đó chính là các bạn sinh viên khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với tất cả những tập phim vừa rồi thì chắc là chúng ta cũng rất ấn tượng với những cô bé, cậu bé, và trước những cái tình huống xử lý có thể gọi là dở khóc dở cười của các bé, lúc thì sẽ đem đến cho chúng ta những cái cảm xúc cao trào, có thể là bật cười theo những hành động của bé. Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể là rơm rớm nước mắt với những hành động thật là đáng thương, thật là xúc động mà các bé đã mang đến cho chúng ta, đúng không ạ? Còn cuộc hành trình ngày hôm nay sẽ thú vị như thế nào? Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi cuộc hành trình Chiếc bánh sinh nhật đặc biệt. Quận 9 là một quận ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo xa lộ Hà Nội. Cách ngang con đường Đỗ Xuân Hợp là một con hẻm nhỏ nơi nhân vật chính của chúng ta, cậu bé tinh nghịch Trần Nguyên Anh, hiện đang sống tại khu vực này cùng với ba, mẹ và cậu em trai Sushi 8 tháng tuổi. Nguyên Anh có tên ở nhà là Sunny, là một cậu bé năng động, mạnh dạn, rất cá tính nhưng cũng rất tình cảm. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Sunny. Đến mẹ nghe. Phúc hả? Ừ nè, bé Sunny nè, mời bé Sunny đi ăn sinh nhật nè. Nè, cậu Phúc nói nè. Con mong bánh sinh nhật về rồi. Bà đã đi làm, mẹ lại phải trông em Sushi, nên hôm nay lần đầu tiên Sunny sẽ một mình thực hiện cuộc hành trình dài từ quận 9 qua quận 2 tới nhà bà cố dự sinh nhật cậu Phúc. Đây mẹ kiểm tra coi. Quãng đường khá xa, tới hơn 8 km, nên xe buýt là sự lựa chọn an toàn cho cậu nhóc chưa đầy 4 tuổi. Hộp sữa mẹ bỏ vô ba lô rồi, giờ mẹ bỏ cái này là dĩa với lại muỗng nha. Giờ con đi xuống cậu Phúc nha, mẹ bận ở nhà với em, mà con đi xuống cậu Phúc chơi vui nha. Con đi bằng xe gì nè? Đi xe buýt ha. Đường đến nhà bà cố thì không còn xa lạ gì với Sunny, vì cuối tuần nào cậu cũng theo mẹ và bà đi lễ tại nhà thờ gần đó. Nhưng đi xe buýt một mình như người lớn thế này đúng là lần đầu tiên. Từ hôm trước, mẹ và Sunny đã chuẩn bị thật kỹ cho chuyến đi này. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên trần gian. Hai đi cẩn thận nha hai. Để xem nào, cái bánh kem quá khổ này chắc sẽ làm khó cho Sunny đây. Nhưng sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem. Hơn nữa đây lại là món quà do chính tay Sunny chọn cho cậu. Thế là Sunny bé nhỏ với chiếc bánh kem quá khổ trên tay sẽ phải đi bộ khoảng 300 mét để đến trạm chờ xe buýt. Sau đó vượt qua đoạn đường 8 cây số bằng xe buýt, tuyến số 29 và đi bộ tiếp khoảng gần 1 km nữa để đến nhà cậu Phúc. Bây giờ, thử thách đầu tiên với cậu bé chính là ra tới trạm xe gần nhà và chọn đúng tuyến xe của mình. Một cái thử thách rất là thú vị và có lẽ là hoàn toàn mới so với những tập phim mà chúng ta đã xem từ trước đến giờ. Có thể là đi siêu thị gần nhà rồi đi đến trường vân vân, rất là nhiều, nhưng hôm nay các bé phải tự đi xe buýt một mình. Theo chị thì sao? Chị đoán thử xem là trên xe buýt có tình huống gì? Mình thì chưa dám đoán đâu. Trong một số cái tập phim trước mình đã từng tham gia với chương trình thì các bé dùng một cái phương tiện là đi xe taxi và với một người tài xế taxi là quen, thì nó sẽ khác. Một trong những cái kỹ năng rất là khó của các bé là nào là phải đón xe buýt, xong rồi lên xe và phải nhờ sự trợ giúp như thế nào để đến đúng cái điểm đỗ cần thiết. Chứ nếu không á, là chỉ cần quá một chút thôi, hoặc là ví dụ như mơ màng theo giấc ngủ, hoặc là ngắm trời ngắm trăng thì có thể sang cái trạm khác là cả một vấn đề đấy. Bây giờ thì Thảo đang tưởng tượng giống như là lên xe buýt nha, anh có bắt tài là hay mở những cái băng hoạt hình hay là những băng ca nhạc nào đó, anh chàng sẽ ngủ say sưa một tí xíu rồi
lỡ đi lạc qua trạm thứ hai, trạm thứ ba rồi tiếp tục quành lại, ôi thôi thì lúc đó nó sẽ rắc rối lắm, bởi vì cách xa nhà tới 7-8 cây số lận. Và để xem là câu chuyện đó ngày hôm nay có xảy ra với Sunny hay không, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Con đi xe số mấy con nhớ không? Đi xe số mấy? Sunny xe số mấy nhớ không? Đi xe số 29 nhớ chưa? Chà, quái quá, được cả mẹ và em ra tiện thế này. Chắc chắn hôm nay anh Sunny phải cố gắng để xứng là người hùng của mẹ và em Sushi. Mặc dù đã được đổi nón. Chẳng lẽ cuộc phiêu lưu còn chưa bắt đầu mà đã dừng lại tại đây? Còn gì là phong độ của một ông anh nữa đây chứ? Đây là một cái điều thành công của mẹ rồi đấy. Điểm dừng xe buýt gần nhất ngay trước nhà sách Phước Long đã ở trước mắt. Nhưng Sunny vừa tới nơi cũng là lúc chuyến xe buýt đầu tiên đi khỏi. Đành chờ chuyến sau vậy. 29 việc phải chờ đợi vốn đã chẳng ai thích. Huống gì là với một cậu bé nóng tính như Sunny. Thật là sốt ruột quá đi thôi. Lại còn chiếc bánh kem to thật to, cứ trực muốn rớt ra ngoài này nữa chứ. Không biết là tìm chỗ mát mát để đứng. Ai mà biết đợi chờ cũng đau đầu đến thế. Cứ đà này, nếu xe buýt không nhanh tới, không khéo Sunny sẽ rụng hết cả tóc mất thôi. Không kịp nữa rồi. Lần này có vẻ Sunny giận thực sự. Nắng quá rồi, bây giờ làm sao, nắng quá rồi, dù luôn rồi. Đã thế thì về thôi. Lấy bánh này đi ở chỗ khác mua đây. Mặc dù là nói như vậy, tỏ vẻ rất bực bội, nhưng cái hộp bị méo thì vẫn sửa lại. Ồ, trong này vừa mát lạnh lại có bao nhiêu thứ đồ chơi hấp dẫn. Tội gì chờ ngoài nắng cho mệt chứ. Em nghĩ là với kiểu này thì chắc là thôi. Một là tới tối thì cái bánh mới tới được người nhận. Còn hai là chắc phải quay về giữa chừng quá. Đúng rồi, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Sunny hình như đã nhớ ra vụ cậu Phúc đang chờ. Lần này thì Sunny cũng đã bắt kịp được chuyến xe buýt tiếp theo, nhưng... Phải không? Mấy con đi không? Đấy rồi, chú lại đóng cửa lại luôn đi, chú bé giỡn á. Thế là lại có sự cố xảy ra. Một chuyến xe nữa lại lăn bánh mà không có Sunny. Đối với mấy trẻ con, nó sống trong cái thế giới tưởng tượng, ví một cái đồ vật hay một cái con vật trở thành một cái đối tượng có thể nói chuyện được với mình. Nếu như không có đoạn phim này thì chắc ông bố bà mẹ chẳng bao giờ nghĩ con mình nó nói một cái câu ngổ nghĩnh đến mức như vậy. Hồi nãy chị thấy không, có một lúc đó là rất là mệt mỏi, đá bánh luôn, cho cái bánh đi vào sọt rác luôn rồi, giục nón, giục ba lô luôn. Và lại lỡ thêm một chuyến 29 nữa rồi. Nếu em là trường hợp của bé thì thôi chắc xách bánh về nhà. Thế em thấy cái hộp bánh là chắc là bánh đi đường bánh rồi đó. Nó tại sao vẫn không quyết định là không quyết định đi về ạ? Đó là một cái ưu điểm của em bé. Mình thì mình nghĩ rằng là cái yếu tố mà nhiệm vụ được giao mang bánh tới cho cậu á thì là một thôi, nhưng mà cái niềm khao khát được dự sinh nhật nó là một cái sự hấp dẫn. Để xem là cái sự yêu thích đó có lôi cuốn cậu bé để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hay không. Mời quý vị xem tiếp ạ. Còn đây là hiện trạng bi đát của chiếc bánh kem. May quá, đúng vào lúc Sunny đã bắt đầu có dấu hiệu nản lòng, thì chiếc xe buýt tiếp theo tiến tới. Lần này thì mọi việc có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Cho con em cái số 10 mẫu. Con có tiền mua vé không? Không có. Con là con mất
là con đâu khó ăn. Hay quá. Một cách ứng xử đối đáp mà. Rồi, xe đi luôn nào. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy. Và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Cậu Phúc có biết là để đón được xe buýt khó khăn với Sunny thế nào không nhỉ? Đi sinh nhật kiểu này vất vả thật đấy. Ở bến tiếp theo, chuyến xe lại đón thêm một vị khách mới khá đặc biệt. Vị hành khách tí hon này tất nhiên là được chú ý. Chỉ một lúc sau, hai cô cháu đó đã trở nên thân thiện. Sunny nhà ta cũng không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện sự ga lăng. Nhưng một tai nạn nho nhỏ đã xảy ra. Wow, tất nhiên là chàng hiệp sĩ Sunny lập tức ra tay. Còn đây là lời cảm ơn của người phụ nữ. Đã đến trạm cây xăng 10 mẫu. Mải vẫy chào người phụ nữ tốt bụng, cậu bé suýt quên mất rằng đây cũng chính là trạm cậu phải xuống. May quá, một anh sinh viên tốt bụng đã xuất hiện. Nhưng đi lại chú đưa cho nào. May mà chú phụ xe đã kịp nhận ra vấn đề. Mình táo nữa, mình táo nữa. Anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ. Nhưng có vẻ bây giờ mới thực sự là đoạn đường gian chân cho chú bé. Làm thế nào với đống đồ này đây? Trước mắt là còn phải đi thêm một cây số nữa. Kiểu này là bánh còn mới là lạ. Cố này cũng chỉ là chuyện nhỏ với Sunny. Nhưng rắc rối nhất là đây. Chiếc bánh thì đã sắp bẹp nát. Giờ cậu bé phải rẽ qua đường và đi bộ gần một cây số nữa. Đến nước này thì phải cầu cứu ai đó thôi. May quá, một vị cứu tinh đã xuất hiện. Thì ra đó là một chú nhân viên của trạm xăng. Thấy Sunny loay hoay giữa đường, vị cứu tinh đã giúp cậu vượt qua trở ngại lớn nhất, băng qua con đường đông nghẹt này. Giờ thì chia tay với ân nhân, lần này thì phải tự lực cánh sinh rồi. Nhưng sao Sunny không đi thẳng mà ghé vào tiệm tạp hóa này làm gì nhỉ? Nhìn anh tới lúc này thì đã là bánh đi đường bánh và vậy là chiếc bánh kem mà Sunny nâng niu suốt từ đầu hành trình tới giờ. Chiếc bánh kem mà mẹ chuẩn bị cho Sunny từ hôm trước đã thành như thế này đây. Hóa ra đây mới là món quà bất ngờ của Sunny dành cho cậu Phúc. Cậu Phúc rất thích chơi diều nên Sunny chọn đây là món quà đặc biệt thứ hai Sunny dành tặng cậu. Bây giờ có tất cả là 3 món đồ cần phải mang và giải pháp là rồi cái màn sao con bê. Con gửi cho con á. Gửi đây ha, chú quay lấy ha. Chú con tiền mua diều đã trả, bánh đã gửi lại. Bây giờ thì
nhà cậu Phúc thẳng tiến. Không còn chiếc bánh kem, tình hình có vẻ đỡ căng thẳng hơn. Cô gửi lại thôi chứ không phải là nói là thôi con bỏ luôn cái bánh kem. Thế nhưng chỉ được nửa quãng đường, con diều đã trở trứng. Tiếp tục lên đường nào. Sunny dừng lại làm gì thế nhỉ? À, thì ra cô cậu lại rủ thêm hai cậu nhí, Moon Anh và Moon Em. Giờ thì thành một đoàn đi ăn tiệc sinh nhật rồi, lên đường nào. Đến nhà cậu Phúc rồi chăng? Không phải, thì ra lại thêm một nhân vật mới của đoàn quân đi mừng sinh nhật, đó là cậu Su. Giờ thì lực lượng đã đầy đủ, đoàn quân đi dự sinh nhật hùng hậu hành quân. Người có vai vế nhỏ nhất, hóa ra lại là người được lợi nhất. Gánh nặng giờ đã chuyển sang ông cậu tí hon thế này. Con đường tắt được các cậu bé chọn lựa băng qua sân của nhà thờ Mỹ Hòa. Đây là nhà thờ, cuối tuần Sunny thường theo ba mẹ tới để đi lễ. Và cũng là sân chơi lý tưởng của Sunny và các ông cậu nhí vào những buổi chiều hè thế này. Các vận động viên marathon nhí đang vào chặng nước rút, say sưa tới độ quên cả thành viên nhỏ tuổi nhất này. Mau lên nào cậu ơi, bậc cha chú phải làm gương cho bậc trẻ nào. Cũng biết chờ, cũng biết mộng, cũng biết chờ em. À, mình thường đi dạo trong đây nè. Trong suốt cái đoạn hành trình mình thấy rõ ràng là Sunny rất là tự tin, không hề có một cái lo lắng. Chỉ duy nhất của ông cái đoạn là bị cái bánh kem với lại cái giỏ trái cây ở trên xe thôi. Cuối cùng cũng đã đến nhà cậu Phúc. Chưa kịp thở, vị khách đặc biệt vừa tự đi một quãng đường dài đến mừng sinh nhật, ngay lập tức bị cậu Phúc phát hiện ra điều còn thiếu. Nhưng mà để xem coi có còn nhớ cái bánh không? Giải thích rất là và đây là cách để anh chàng Sunny nhắn mình trốn tránh nhiệm vụ. Cái vấn đề ở đây là khi mà hỏi là bánh kem đâu thì anh chàng vẫn nhớ là anh chàng gửi ở cái tiệm bán diều. Rồi cô nói là chút nữa quay lại lấy, nhưng mà nó giờ đi lấy thì cậu kêu là cậu Moon lấy đi. Đây, sao mình đi lấy bánh kem đây. Ở vô hỏi nó nha, Phúc cổng chịu không? Nhưng sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem. Cuối cùng thì vị khách đặc biệt này cũng đồng ý đi lấy bánh kem với một điều kiện. Giờ thì cả chủ nhân lẫn khách mời bữa tiệc sinh nhật cùng hành quân trở lại tiệm đồ chơi để kiếm lại món quà thất lạc. Cái vấn đề ở đây là mình sẽ xem thử cách mà ứng xử của Sunny sau khi mà mang một cái bánh như thế về mà để tặng sinh nhật cho cậu của mình. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy. Và ngày hôm nay thật biết bao. Xem ra Sunny sẽ không chịu bỏ qua lời hứa của cậu Phúc. Sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Trời đã gần trưa, đoạn đường từ nhà cậu Phúc đến tiệm bán diều như càng xa thêm. Cả bọn đều nôn nóng đi nhanh để trở về bữa tiệc. Và thế là ôi da, tất nhiên vết chảy xước thế này chẳng ăn nhầm gì với một anh hùng nhí, nhưng Sunny thì không bỏ qua cơ hội làm mất cậu. Cũng là một cái cá tính của bé Sunny. Thanh Thảo có thấy không? Đúng rồi, nếu tại vì rất nhiều cậu bé mà cậu bé luôn đấy chứ đừng có nói chỉ con gái, té là khóc ngay. Tiệm bán diều đây rồi. Sức hấp dẫn của những con diều đầy màu sắc một lần nữa lại làm mấy cậu cháu suýt quên đi nhiệm vụ chính là chiếc bánh kem. Đâu, ai đâu?
Giờ thì mang bánh kem về thôi. Chễm chệ trên lưng cậu Phúc, lúc này có vẻ Sunny đã quên luôn cả chiếc bánh kem tội nghiệp. Rồi. Chuyển nhiệm vụ. Giờ thì đến lượt ba ông cậu tí hon của Sunny đánh vật với chiếc bánh kem giữa trời oi nắng. Nhưng sinh nhật cậu Phúc thì phải có bánh kem. Các cậu cố gắng lên đừng bỏ cuộc. Một mình Sunny còn mang được chiếc bánh đi gần 10 cây số xuống đây cơ mà. Cố lên nào. Chỉ có một mình Sunny bây giờ là sướng thôi. Con đường về nhà cậu Phúc hôm nay thật dài. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Con khát nước quá, nhưng mà không có nước thì đi thôi cậu. Mình thấy cậu bé này nó quá hay đi. Nếu như đối với các lứa tuổi khác thì không sao, nhưng mà riêng đối với lứa tuổi mà khoảng 3 tuổi thì người ta hay nói đến một cái cụm từ là khủng hoảng tuổi lên 3. Khi các cháu mà muốn cái gì là một hai vòi vĩnh cho bằng được. Nhưng mà rõ ràng là trong cái hoàn cảnh này là không có thì thôi. Tôi nghĩ rằng là bố mẹ Sunny đã có những cái cách để có thể giúp cho cái cậu bé đặc biệt chấp nhận được những cái điều là trong hoàn cảnh nào thì mình cần phải thích ứng, và trong những cái hoàn cảnh nào thì những điều mình có thể đòi được và những cái điều mà mình có giới hạn, mình không thể vòi vĩnh được. Cho dù mấy con khó, con sẽ không bỏ cuộc. Và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Vì con muốn nói một điều duy nhất, mẹ ơi yêu mẹ nhất. Cuối cùng thì bánh kem cũng được mang về, chiến công cũng đã được báo cáo đầy đủ với mẹ. Giờ thì bắt đầu bữa tiệc sinh nhật thôi nào. Một bữa tiệc sinh nhật vô cùng đơn giản, chỉ có sữa và vài món bánh, trái cây. Chủ nhân bữa tiệc thì cũng mệt phờ vì vị khách đặc biệt của mình. Nhưng với cậu Phúc, đây sẽ là một bữa tiệc sinh nhật vô cùng đáng nhớ. Chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn này chắc sẽ là món bánh ngon nhất mà cậu Phúc từng được thưởng thức. Bởi đó còn là tình cảm của cậu cháu tinh nghịch Sunny. Hôm nay cũng là một ngày không thể quên của Sunny. Chuyến hành trình bằng xe buýt đầu tiên không có mẹ, đi để mang niềm vui hạnh phúc đến cho những người thân yêu của mình. Chúc mừng Sunny, con đã lớn khôn. Các bé không quan tâm là bánh bể và chỉ quan tâm đó là một cái công sức rất là lớn lao. Bản thân mình cũng vậy, mình nghĩ khán giả cũng vậy, thấy cái bánh này nó rất là đẹp. Ở trong đó là công sức, là tình cảm, là tất cả sự cố gắng của một cậu bé 3 tuổi. Chính xác là như vậy. Bây giờ chắc là mẹ ngồi ở nhà mẹ cũng cảm nhận được là thật sự là con đã lớn khôn đúng không ạ? Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.